Đám cưới của diễn viên Trang Tư Mẫn và ông xã Dương Bình Dật do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã hủy bỏ việc tổ chức nghi lễ truyền thống và tiệc cưới. Thay vào đó, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức đơn giản, nhỏ gọn, chỉ với sự góp mặt của chị gái và năm người bạn thân thiết. Nhưng với mong muốn gia đình bạn bè chứng kiến giây phút trọng đại, Trang Tư Mẫn đã quyết định livestream lễ cưới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết, dù không thể có một lễ cưới như mong ước, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì hành động này phần nào sẽ góp phần hạn chế sự lây nhiễm của dịch bệnh.